Thời gian gần đây, những tên tuổi lớn trong làng giải trí như Hoài Linh, Phi Nhung, Thủy Tiên liên tục dính scandal về tiền từ thiện. Mọi chuyện lên đỉnh điểm khi Hoài Linh bị nghi yểm hơn 14 tỷ tiền quyên góp ủng hộ miền Trung. Còn Phi Nhung thì bị nghi thao túng con nuôi Hồ Văn Cường và kinh doanh từ thiện. Sự việc càng đi xa hơn khi trong một bình luận trả lời fan, ca sĩ Duy Mạnh đã tố Phi Nhung xúi anh chửi một vị đại gia. Sau một cuộc gọi từ phía Phi Nhung, nam ca sĩ đã quyết định ngừng chiến. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Phi Nhung đã phủ nhận nghi vấn này. Giữa lùm xùm với đàn chị, Duy Mạnh tiếp tục đăng đàn một bức tâm thư dài trên trang cá nhân cho biết mình không muốn kích bác, đổ thêm dầu vào lửa, mà chỉ muốn nói lên quan điểm của mình. Thậm chí, nam ca sĩ còn có những phát ngôn gây sốc về giới nghệ sĩ, đặc biệt là vấn đề liên quan đến lùm xùm từ thiện gần đây của Vbiz. Trích bức tâm thư của Duy Mạnh trên trang cá nhân. Những người làm công việc nghệ thuật, thực thụ, họ cũng rất chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Họ cũng chẳng cần vỗ ngực tự nhận mình là nghệ sĩ. Nếu khán giả cảm thấy họ làm tốt và có sự cống hiến cho xã hội, khán giả sẽ trân trọng họ và tự khán giả sẽ coi họ là nghệ sĩ. Còn những thành phần showbiz sống lương lẹo, lừa dối công chúng, rồi tự nhận mình là nghệ sĩ cống hiến, rồi lợi dụng sự nổi tiếng của mình, hô hào quyên góp từ thiện, rồi bỏ túi riêng. Rồi chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ lòi ra hết. Giới nào cũng vậy, giới showbiz cũng vậy. Các bạn thấy đẹp đẽ khi các bạn thấy trên màn hình, trên truyền hình thôi. Chứ ngoài đời, họ cũng rất là tầm thường. Họ không quá lung linh và hoàn hảo như các bạn thấy trên hình ảnh đâu. Tôi nói thật luôn, trong giới nghệ sĩ có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng. Thậm chí, họ vướng nợ nần rất nhiều, rồi họ phải nghĩ đủ mưu mẹo để kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc. Bởi vậy, họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp tiền từ thiện để trả nợ. Bởi vì chỉ có hô hào quyên góp từ thiện là cách trả nợ cờ bạc là dễ dàng nhất. Mà hầu hết, tiền quyên góp từ thiện là tiền của người nghèo. Vì người nghèo, họ dễ tin yêu nghệ sĩ. Nên mỗi người gửi 100.000, 200.000, 1 triệu, 2 triệu. Họ gửi vào tài khoản cá nhân của nghệ sĩ để nhờ nghệ sĩ làm từ thiện giùm. Họ cảm thấy hãnh diện và cảm thấy vui. Chính vì điều đó, nên nhiều nghệ sĩ đã lợi dụng lòng tốt của họ để lừa dối. Chứ những doanh nghiệp giàu có, họ bỏ ra cả trăm tỷ ngàn tỷ để làm từ thiện. Họ không bao giờ gửi vào tài khoản cho bất cứ cá nhân nào mà họ sẽ gửi đến những quỹ của những tổ chức, ví dụ như Quỹ Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt trận Tổ quốc. Vì những quỹ đó được sự quản lý của nhà nước và chính phủ. Bất cứ cá nhân nào làm sai hoặc ăn chặn tiền từ thiện đều sẽ bị xử lý trước pháp luật. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì chả có ông tổ nghiệp nào mà cứu giúp được. Nghệ sĩ mà nghiện cờ bạc thì không những bị ông tổ sân khấu quật mà còn bị cả ông tổ kiếp đỏ đen quật nữa cơ. Trước đó, netizen được dịp bàn tán xôn xao khi ca sĩ Duy Mạnh tố Phi Nhung từng gọi điện xúi anh chửi bà Phương Hằng. Nam ca sĩ còn nói rằng Phi Nhung bị bà Hằng dọa, nhiều phốt nên sợ bị bóc phốt. Bởi vậy, cộng đồng mạng đã dành những lời chỉ trích nặng nề cho nữ ca sĩ. Ngay sau đó, Phi Nhung đã lên tiếng phủ nhận việc cô xúi Duy Mạnh đáp trả bà Phương Hằng với truyền thông. Ngoài ra, Phi Nhung cho biết, nếu ai nghĩ rằng tôi quyền lực đến vậy, tôi xin cảm ơn. Nhưng thực tế, tôi chỉ là một người bình thường, làm gì có khả năng điều khiển được người khác. Nghệ sĩ ai cũng cá tính, với cái tôi riêng, không ai phục tùng người khác thế đâu. Chưa kể, dính vào rắc rối, mà lại là rắc rối không đáng như trường hợp của tôi nữa. Đồng thời, Phi Nhung cũng cho biết cô không bao giờ làm những chuyện khó chấp nhận như vậy. Không ai chấp nhận lời nhờ vả cho chuyện bậy cả. Người lớn lại càng không làm những trò khó coi. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi không nhờ anh Duy Mạnh làm những chuyện như thế. Điều đó là sai sự thật, tội cho tôi lắm. Điều duy nhất mà tôi thấy lúc này là sự mệt mỏi. Dù cố gắng không nghĩ đến, nhưng nói thật, nhiều ý kiến nhắm vào tôi mang tính sát thương ghê gớm. Tôi chỉ mong một cuộc sống bình yên để làm tốt công việc của mình. Bên cạnh lùm xùm với đồng nghiệp, Duy Mạnh còn có phát ngôn đụng chạm bà Phương Hằng. Cụ thể, khi một netizen đã vào phần bình luận trên Facebook cá nhân của Duy Mạnh để khuyên nam ca sĩ đừng lên tiếng những chuyện liên quan đến đại gia Phương Hằng, dân mạng kia còn nhấn mạnh lời khuyên Duy Mạnh. Người có tiền không dễ đụng vào anh ạ, anh đừng lên tiếng nói gì chị Hằng, không là toan đó. Chẳng chịu nhún nhường hay ngó lơ, Duy Mạnh gọi thẳng tên nữ đại gia ngay và luôn, còn khuyên bà Phương Hằng không nên lên mạng phát ngôn nhiều, kẻo vạ miệng. Không chỉ thế, Duy Mạnh còn khẳng định bà Phương Hằng hai lần bị mời lên cơ quan chức năng làm việc để nhắc nhở vì phát ngôn không cẩn thận, vu khống người khác. Duy Mạnh còn cho biết sự việc này chính là lý do bà Phương Hằng không gọi trực tiếp tên các nghệ sĩ mà dùng biệt danh ẩn ý để tung tin tức gây sốc trong thời gian gần đây. Mặc dù đây chỉ là chia sẻ một phía đến từ Duy Mạnh, nhưng cũng khiến dân mạng chấm hóng và bàn tán rần rần.